tiết mục Bác sĩ cây trồng với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn. Bà con và các bạn đang đến với chuyên mục Bác sĩ cây trồng do Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn phối hợp thực hiện. Thưa bà con, khoai mì là một trong những cây trồng mang lại thu nhập khá cho nông dân. Trong vài năm gần đây, một đối tượng dịch hại trên cây khoai mì đã lây lan ở nhiều địa phương trồng khoai mì, đó là rệp sáp bột hồng. Mở đầu chương mục hôm nay, Thạc sĩ Huỳnh Kim Ngọc, chuyên gia nông nghiệp nói về đối tượng này, mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa bác nông dân, thưa các bạn nghe này, thưa anh Thắng, cây khoai mì là hiện nay cái cây nhiều bà con bác nông dân ở Tây Ninh, ở Đồng Nai, ở các tỉnh Nam Trung Bộ, ở các tỉnh Tây Nguyên, chẳng hạn như là Đắk Lắk, Gia Lai, người ta trồng nhiều. Và trong những năm vừa qua đó thì có một đối tượng nó gây hại mà cũng khiến cho bà con thất thu năng suất rất là nhiều, đó là cái rệp sáp bột hồng trên cây khoai mì. Thì cái rệp sáp bột hồng này đó thì nó có cái nguồn gốc phát sinh rất là xa, chúng ta ở Nam Mỹ của bác, và nó gây hại rất là nhiều, có thể nó gây hại phổ biến trên những cái vùng đất trồng mì ở trên thế giới đó, nhất là các nước châu Phi. Gần đây thì nó gây hại nặng ở trên Thái Lan, ở Campuchia. Ở Thái Lan năm 2008, ở Campuchia năm 2014, ở Lào năm 2012. Đấy thì mình thấy rằng là cái này nó cũng phổ biến ở nhiều nước thế giới chứ không phải là ở riêng Việt Nam chúng ta. Thì mình gọi là rệp sáp bột hồng là bởi vì cái cơ thể của rệp sáp nó được bao phủ bởi một lớp phấn bột trắng. Thường thường nó màu trắng, mình gọi là rệp sáp, nhưng ở khoai mì nó lại có màu hồng. Thì như tôi đã trình bày đó, thì thời gian gần đây thì cái rệp sáp bột hồng nó xuất hiện nhiều, nó gây hại thành dịch ở các vùng chuyên canh mì ở Việt Nam, chẳng hạn như Tây Ninh, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Thanh Hóa và Nghệ An. Thì đây là một cái rệp mà nó gây hại rất là lớn và có thể là nó làm cho năng suất chúng ta mất đến khoảng là 80% các bác. Thì mình xem cái bột sáp bột hồng này nó gây hại thế nào. Thưa cô bác, thì cái rệp sáp bột hồng này nó phát sinh và đã gây hại ở ngay dưới cái ngọn lá, nhất là cái nơi nó tiếp xúc giữa cái cuốn lá với cái phiến hay cái thân, và nó gây hại một cách nó chích hút nhựa ở cái phần thân non ở cái lá cái cuốn. Và khi nó chích hút như vậy đó, nó gây ra hiện tượng cái lá nó bị trùng ngọn lại, nó ngắn lại, cái lá nó nhỏ lại, xoăn xeo lại, cong queo lại, và nó làm cho cái cây ta nó sinh trưởng chậm và cây nó lùn. Và nếu nhiễm nặng thì toàn bộ cây nó sẽ bị héo khô đi và cái lá nó rụng. Thì đối với cái cây khoai mì hoặc những cái cây trồng khác mà có rệp sáp thì bà con thường thường thấy đó, hễ nó có rệp sáp thì nó có cái loại kiến. Thì hai cái đối tượng này nó cộng sinh, tức là nó làm lợi cho nhau đó. Thì khi mà con rệp sáp nó chích hút cái nhựa, nó tạo ra cái nhựa, thì con kiến nó lợi nó hút cái nhựa. Khi nó hết nhựa rồi thì con kiến nó cõng con rệp nó qua cái chỗ khác để con rệp nó tiếp tục nó gây hại. Thì hai con này nó hãy có rệp sáp là có kiến, là lý do như vậy. Thì con rệp này nó lây lan qua nhiều đường của bác, nó lây qua hôm là chủ yếu đó. Rồi nó lây theo cái nguồn nước, nó bám dính lên cái cơ thể của động vật, con kiến đó, hoặc là người, hoặc là những cái công cụ chăm sóc chúng ta đó, hoặc là các phương tiện di chuyển. Do cái cơ thể của rệp nó được bao bọc bởi một cái lớp phấn bột và thường thường đóng dày đặc ở một cái nơi mà kín đáo, chẳng hạn như cái kẽ lá nè, cái mặt dưới lá nè. Cho nên mà cái việc mà phun thuốc chúng ta phải chú ý, chứ nếu không chúng ta phun lất phất thì cái hiệu quả nó sẽ không cao. Thì đối với rệp sáp bột hồng này thì vòng đời của nó cũng khá dài, tức là khoảng 1 đến 3 tháng, tức là 1 năm, có thể là nó xuất hiện quanh năm. Và sau khi cái mùa vụ kết thúc đó thì con rệp này không có còn thức ăn, nó sẽ chuyển sang nó sống trên cây trồng khác, đặc biệt là cây cao su, để nó gây hại vào cái mùa sau. Thì để phòng trừ con rệp sáp bột hồng này, chúng ta cũng phải áp dụng nhiều biện pháp của bác. Đầu tiên là vệ sinh đồng ruộng nè. Khi chúng ta làm đất, chúng ta cần phải tiêu hủy cái tàn dư của cái vụ trước và cái cỏ dại mọc ven bờ. Thứ hai nữa là chúng ta khi chọn hôm, chúng ta nên chọn cái hôm giống sạch bệnh và không có bị nhiễm với rệp sáp. Chúng ta trồng cũng không có nên trồng quá dày, vì ta trồng quá dày cái tiểu khí hậu trên ruộng tốt cũng là cái điều kiện thuận lợi cho cái rệp sáp này nó gây hại. Nếu có thể được thì chúng ta không có trồng khoai mì hoài, chúng ta luân canh cái cây trồng khác đó bác, để cắt cái vòng đời của con rệp sáp này, cắt cái vòng đời nó luân canh nếu có thể được. Cuối cùng là chúng ta dùng biện pháp hóa học. Thì đối với rệp sáp này đó thì chúng ta có thuốc để trị nó dễ dàng các bác, có thể chúng ta sử dụng phổ biến hiện nay đó
thì bà con thường dùng dầu khoáng SK. Chúng ta trộn với cái thuốc đặc trị của nó đó là cái thuốc Seriphos 585EC. Nhưng mà cái Seriphos này trong đó nó có cái hoạt chất là chlorpyrifos 18. Thì năm nay là cấm rồi. Thì giờ chúng ta có thể sử dụng trong năm nay, còn qua năm sau thì chúng ta có thể sử dụng, mình pha cái dầu khoáng này đó với cái Sago Super 20EC. Thì nó cũng là hóa chất chlorpyrifos thôi, nhưng mà thay vì etin thì nó là metin. Chúng ta pha, rồi chúng ta pha dầu khoáng, chúng ta phun. Thì cái liều hướng dẫn nó có trên cái nhãn đó, các bác có thể là theo hướng dẫn theo đó chúng ta phun. Như tôi nói hồi nãy thì con rệp nó thường thường nó sống ở cái nơi kín đáo, ở cái nắp, ở kẽ lá, ở cái chùm ngọn, cho nên chúng ta phun á, chúng ta phun kỹ vào cái ngọn cây, phun ở mặt dưới lá, chỉnh cái bét phun cho mịn hạt, phun nhiều nước, phun vào sáng sớm hay chiều mát. Cái vùng nào nó nặng quá đó thì sau khi phun khoảng 5 đến 7 ngày sau, tức là tuần lễ. Nếu nặng quá thì chúng ta phun thêm lần thứ hai. Còn ngoài cái loại thuốc mà tôi nói vừa qua đó thì là cái Seriphos hoặc là Sergospe, bà con có thể sử dụng luôn phim với gà nồi 95SP chúng ta pha, hoặc là cái sẹt 25 chúng ta pha. Thì như vậy thì chúng ta luôn phiên thuốc hoài thì nó sẽ khiến cho cái rệp sáp này không hình thành nhanh cái tính kháng rồi bác. Thì vừa rồi thì chúng tôi cũng xin trao đổi các bác một số những cái thông tin về con rệp sáp bọ hồng hại cây khoai mì. Xin cảm ơn các bác thông tin và các bạn nghe đây. Bà con và các bạn vừa nghe thạc sĩ Huỳnh Kim Ngọc, chuyên gia nông nghiệp, nói về đối tượng rệp sáp bột hồng trên khoai mì.